Đây có những cây mai bonsai người ta trồng trên đá rất là đẹp. À, nó ôm này, hòn đá này rất là đậm. Cây rất là đẹp, cây giáng thác đổ được trồng trên một cái tiểu cảnh đá rất là đẹp. Cái này bao tiền anh? 15. 15 triệu. Rất là đậm đáo. Mai mà tạo được cái dáng như thế này rất là khó. Rất là tuyệt vời.